lại nữa khánh hỷ nếu đại bồ tát vì người trụ thanh văn thừa tuyên thuyết các loại thanh văn thừa giả sử các loài hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên do pháp này tất cả đều chứng đắc quả a la hán đều đầy đủ các thứ công đức thù thắng thì theo ý ông thì sao đại bồ tát ấy do nhân duyên này được phước đức nhiều chăng khánh hỷ đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều số phước đức mà đại bồ tát ấy đạt được vô lượng vô biên. Phật bảo khánh hỷ, nếu đại bồ tát vì người thanh văn thừa hoặc người độc giác thừa, hoặc người vô thượng thừa tuyên thuyết pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa, trải qua một ngày đêm thì phước đức đạt được nhiều hơn vị trước. Khánh hỉ nên biết không cả một ngày đêm chỉ trải qua một ngày thôi, lại không cả một ngày chỉ trải qua nửa ngày thôi, lại không cả nửa ngày chỉ trải qua một giờ, lại không cả một giờ chỉ trải qua khoảng bữa ăn thôi, lại không cả một bữa ăn chỉ trải qua chốc lát thôi, lại không cả chốc lát chỉ thoáng chốc, lại không cả thoáng chốc chỉ trải qua khoảng nháy mắt hơi thở thôi đại bổ tát ấy có thể vì người tam thừa tuyên thuyết pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa thì phước đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô số vì sao vì pháp thí tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa vượt qua pháp thí tương ưng của tất cả thanh văn độc giác và các thiện căn của hai thừa ấy vì sao vì đại bồ tát ấy tự cầu quả vị giác ngộ cao tột cũng dùng pháp tương ưng đại thừa thị hiện dạy bảo dẫn dắt khuyến khích chúc mừng giáo hóa các hữu tình làm cho đối với quả vị giác ngộ cao tột được bất thối chuyển Khánh Hỷ nên biết, Đại Bồ Tát ấy tự tu bố thí ba la mật đa, cũng dạy người tu bố thí ba la mật đa, tự tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng dạy người tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng. Nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Đại Bồ Tát ấy tự tu bốn niệm trụ, cũng dạy người tu bốn niệm trụ, tự tu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng dạy người tu bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng đối với quả vị giác ngộ cao tột, nếu có sự thối chuyển thì không có việc đó. Đại Bồ Tát ấy tự an trụ pháp không nội, cũng dạy người an trụ pháp không nội, Tự an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng dạy người an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Do nhân duyên ấy, thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột có sự thối truyền, thì không có việc đó.